À, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách làm đậu nành tàu hũ nước dừa ha. Cái tàu hũ nước dừa ở đây thì mình sẽ sử dụng là khoảng là 100 gram tàu hũ nước dừa cho khoảng là 5-6 người ăn là được rồi các bạn. Thì mình xay ra thì nó rất là còn nhiều ha, nhiều rất là nhiều làm ra. Thì ở đây mình đã ngâm đậu nành nè, các bạn phải ngâm trên 10 tiếng thì cái chất độc ở trong đậu nành nó mới ra hết nha các bạn. Thường thì người ta nói 8 tiếng nhưng mà thực chất là mình nghe nói là 10 tiếng, 10 tiếng chất độc của cái đậu nành á nó mới hết. Nó giảm bớt lại. Thì mình sẽ sử dụng 1 gram đậu nành. 1 lít, 1 lít đến là 1 lít mốt nước ha. Các bạn nếu mà các bạn ăn đặc thì 1 lít, còn nếu mà chúng ta nó không có đặc dữ thì hơi hơi thôi. Thì chúng ta sẽ sử dụng lít mốt với nước. Ở đây mình sẽ sử dụng khoảng là 300 gram đường cát, đường 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 thốt nốt đó các bạn. Nếu các bạn nào có đường tán, đường phèn hoặc là đường đường cát của mình cũng được, tùy theo các bạn ha. Còn nếu mà có đường thốt nốt thì càng càng ngon, nó càng thơm. Dừa ở đây mình sử dụng khoảng là 300 gram dừa, dừa để mình nạo xong mình vắt nước cốt nha. Gừng, một củ gừng ha, để chúng ta để vô trong cái nước cốt dừa, nước đường á cho nó ngon. Ở đây mình sẽ sử dụng là khoảng là bột gạo và bột bột năng nha. Bột gạo và bột bột bắp. Ở đây nếu các bạn nào chúng ta có ở đây thì mình sẽ sử dụng cái bột ha, bột gạo ở đây là mình sử dụng khoảng là một muỗng rưỡi nha, một muỗng rưỡi cà phê lớn đó các bạn. Thì ở đây một muỗng rưỡi thì trong một muỗng thì mình bỏ vào trong cái sữa đậu nành để mình làm cái nguyên liệu đậu nành cho nó sánh lại á. Còn một nửa mình sẽ bỏ vô nước cốt dừa để cho nó khuấy đặc lại ha. Ở đây mình sẽ lấy một muỗng trước để mình bỏ vô đậu nành nha. Thì ở sữa đậu nành thì đây thì mình nghĩ là phải có bột gạo và bột bột bắp hoặc là bột năng. Thì mình á mình theo như mình thấy những cái clip mà trên mà mấy bạn làm á là chưa thấy nhiều clip mà chúng ta không có bỏ bột 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 gạo và bột năng hay là bột bột bắp đó, nó không có đặc. Mình đã làm thử 4 lần rồi, mình sợ là cái đậu nành của mình là đậu nành Trung Quốc á, nên mình đã làm, mình mua đậu nành, thậm chí mình mua đậu nành của Phương Lâm luôn á, mà cái đậu nành Phương Lâm mình để mình làm á thì nó cũng không đặc nữa. Nhưng mà khi mà mình để cái bột gạo và bột bắp vô á hay là bột năng á thì nó sệt lại, nó sánh lại như tàu hũ vậy đó, thì nó rất là mịn và ngon. Thì không biết các bạn đó có bí quyết gì không mà mình không thấy là để bột vô ha. Còn đây là mình để cái bột bắp và hoặc là bột năng. Còn đây mình sẽ sử dụng là cái như các bạn thấy đây nè, mình sử dụng cái này là cách thạch cao phi nè các bạn. Cái thạch cao phi các bạn mua ở tiệm thuốc bắc á, mình mua nhiêu đây là 5.000, 5.000 nhiều lắm các bạn. Cái bột thạch cao này là ta làm từ bột mực, cái mang nực hoặc là mang cá đó, chứ không phải là cái quá chất ha. Thì nếu các bạn không mua cái bột thạch cao phi á thì chúng ta sử dụng gelatin hoặc là chúng ta sử dụng đường nho. Thì cái bột gelatin như thế này nè các bạn. Bột gelatin như thế này, nó sánh như thế này nè các bạn. Để mình mốt thử cho các bạn coi nha. Thì cũng lúc trước mình cũng có sử dụng cái thạch gelatin này, nhưng mà mình thấy cái sử dụng thạch cao phi á nó ngon hơn. Đây, nếu các bạn nào mua gelatin thì nó như thế này. Mình mua cái này có như là như ta 10.000, 5.000 hay 10.000 gì, nó rất là nhiều cái gelatin này nè. Mình mua ở tiệm cái tiệm mà bán cái đồ mà chuyên về cái đồ nấu thức uống rồi á, cái đồ nấu rồi sữa rồi thì người ta hay bán cái bột gelatin này lắm. Còn nếu không thì các bạn tiệm gần tiệm thuốc bắc thì chúng ta mua thạch cao phi. Đây mình sử dụng thạch cao phi là
một muỗng cà phê nha, một muỗng cà phê nhỏ. Một muỗng cà phê này khoảng 50g á các bạn. 10g hay 50g gì mình cũng không biết chính xác. Mình thường dùng là dùng đo là cái muỗng thôi à. Còn đây, mình sử dụng một muỗng thịt cà phê nha. À, đây, bỏ vô trong đây rồi mình quậy cái nước. Cái nước lên để cho nó lắng, nhiều khi có cặn á. Ở trong đây thì cũng có cặn nữa, mình sẽ dùng cái bột bắp là một muỗng cà phê này. Bột gạo thì mình sử dụng nửa muỗng cà phê này bột bắp. Các bạn có thể sử dụng bột năng tùy thích ha. Tuy nhiên thì ở đây mình có bột bắp, mình sử dụng bột bắp. Đây, nửa muỗng bột bắp. Rồi bắt đầu đậu nành á. Cái đậu nành này các bạn thấy còn vỏ nè, mình sẽ tước cái vỏ, khi mà ngâm rồi nó dễ tước. Mình sẽ đãi sạch cái vỏ ra nha. Đãi thiệt là sạch cái vỏ ra thì nó sẽ ngon hơn và mình để nó lâu hơn nha các bạn. Đãi vỏ vậy nè. Ở đây đậu nành này cũng rất dễ làm đó, mình ngâm xong rồi mình sẽ bóp vậy nó ra vỏ hết trơn à. Bóp vậy nó nhanh hơn nè. Ở đây thì sau khi mình đãi cái sạch rồi đó, cái vỏ nó sạch rồi, giờ mình sẽ đem đi xay nha. Xay nha. Bỏ vào trong đây ít nước. Nước này quá mình sẽ bỏ lại. Sau khi mình xay xong như thế này nè các bạn, cái bột của mình nó được mịn như thế này nè các bạn, gời vô như nước vậy. Nó mịn đây, các bạn thấy mình đây. Như nước vậy nè các bạn, vậy là được rồi, nó mịn lắm, rất mịn ha. Thì ở đây các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái bồng. Cái bồng này nếu bạn mua cái giải kate nào mà giải kate loại dày, chúng ta về chúng ta may lại có 3 góc à, 2 góc, góc này mình ngay miệng thì nó mình xài được lâu. Đừng có mua giấy mùng nha các bạn, mua giấy mùng về á, nhiều khi các bạn xài được có 1 lần 2 lần à, cái giấy mùng đó chúng ta bỏ rồi mà nó thưa nữa. Hoặc là các bạn ra ngoài tiệm á, cái tiệm bán đồ chuyên về bán đồ mũ đó, ta có bán cái này nè, có 10 ngàn cái nha bạn, 10 ngàn cái như thế này à. Mình mua cho nó tiện luôn. Giờ mình sẽ bỏ cái trong à, mình giặt sạch rồi ha. Mình sẽ lộn bề mặt ở trong, bề trái ở ngoài để họ cho dễ giặt đó các bạn. Thứ nhất là cái bề mặt của mình đó, nó dễ giặt nha. Mình sẽ chế vô đây. Mình lượt nha, mình lấy cái gây mình lượt á, nó cũng còn cái xác đậu nành nó xuống á, mình lấy cái bồng á. Mình lượt thì nó không có bị cái xác. Cái đậu nành của mình khi mình nấu nó rất là mịn. Mình cho nó chảy, mình bóp nó xuống. Bóp xuống cho nó chảy từ từ. Cái này mình dùng tay mình
mình bóp đại đi, còn cái bọt á mình hớt mình bỏ ra, chứ mà để nó chảy, đợi nó chảy hết biết khi nào sao. Đây á, sau khi mình lựa cái đầu nành xong rồi cái bọt nè, hết cái bọt mình bỏ bớt nha. Đó, mình sẽ bỏ cái dứa này trong đây để mình đem nấu ha. Sẽ múc một miếng sữa đậu nành mình cho vào trong cái chén bột của mình nãy, gồm có bột bắp và bột gạo nè. Đánh đều nha. Trong khi đó thì mình sẽ bỏ cái sữa đậu nành này lên, mình sẽ nấu nha. Nấu ở đây thì các bạn nấu lửa nhỏ thôi nha. Chúng ta bắt đầu là 1 phút đầu chúng ta bắt lửa lớn, sau đó chúng ta sẽ bắt cái lửa nhỏ để mình nấu riu riu á, cho nó sôi. Nếu mà nấu quá thì nó khét, nó không có ngon nha các bạn. Sữa đậu nành của mình đây là nó đặc dữ lắm. Theo như người ta bán thì người ta sẽ pha thêm 1 lít nước nữa, nhưng mà mình ăn trong nhà mình sẽ chỉ nấu có 1 lít nước à. Còn đối với bột và thạch cao này á thì mình sẽ cho khoảng là 1 muỗng cà phê nước vậy. Mình cho nó ngâm cho nó tan rồi mình lọc ra nha. Đây nó cũng có cái chất đen đen nè. Còn đối với củ gừng này á, là một là các bạn đập dập thật rồi nhuyễn ra, hai là các bạn sẽ thái sợi. Ở đây mình sẽ chia ra, một là mình sẽ đập thật dập, là hai mình thái sợi ra ha. Đây mình sẽ thái sợi gừng. Sau đó mình sẽ lựa cái bột này ra nha. Cái bột này nhiều chứ không, nó không có tan hết nè. Lựa đi. Sau đó mình sẽ lựa cái thạch cao ra. Trong khi mình làm mình phải khuấy cái bột đều tay nha các bạn. Bột nành của mình nấu nếu mình không khuấy đều tay nó bị sẽ bị khét mà nó không có ngon. Đây mình sẽ cho ra một cái gai. Mình có coi sửa cái nồi sửa đầu nành mình sao à. Đây mình sẽ khuấy đều tay mà khuấy theo 1 chiều nha các bạn. Các bạn đừng khuấy theo 2 chiều, bạn khuấy dày quá bạn khuấy ngược lại nữa. Chúng ta khuấy 1 chiều ha. Mình nhất là ở chính giữa nó dễ bị khét. Cái khoảng 1 lít mốt hoặc 1 lít 2 và sữa đậu nành này nè, chúng ta nấu nếu mà lửa tiêu riêu nhỏ nhỏ chúng ta nấu chừng khoảng 7 phút là nó sôi. Đây nó nóng lên quá, nóng rồi nè.
Trong khi đó thì mình sẽ cho cái nước vào trong đây 300g đường, mình làm cho nó tan ra, mình nấu cho nó sôi lên. Đây mình bỏ khoảng là 300ml nước nha. Đây là khi nấu nước sôi của mình, sữa đậu nành sôi lên, các bạn để cho sôi khoảng là 3-4 phút đi ha. Bạn cho sôi khoảng 3-4 phút, sữa đậu nành sôi như thế này trong khoảng 30 phút. Bạn vớt hết bọt nha. 3-4 phút rồi chúng ta sẽ đổ cái hỗn hợp bột nãy vô. À, trong khi cái thạch cao của mình ở đây mình sẽ lắc đều nha các bạn, lắc đều cho đến cái thành tô luôn, cái miệng tô, gần tới miệng tô, tại vì 1 lít nước cái này á thì nó gần đầy tới cái tô luôn á. Thì mình sẽ chế cái bột này vô hết luôn nha các bạn, khuấy đều nha các bạn, khuấy đều lên. Chúng ta sẽ cho cái hỗn hợp này sôi lên khoảng 3-4 phút trở lại nữa, và chúng ta cho đợi cho cái hỗn hợp sữa bột hỗn hợp bột nãy á, nó chín được chín luôn, thì nó sôi lên khoảng 3-4 phút là mình sẽ tắt cái bếp. Các bạn cũng để cái lửa nhỏ như vậy nha các bạn, là đừng có bắt cái lửa lớn, nó cũng mau sôi lắm. Nó đã sôi rồi thì mình cho cái hỗn hợp bột vô, nó mau sôi lắm, mình khuấy đều tay nha. Và trong khi đó thì mình sẽ lắc cái tô bột này cho đến cái miệng bột nha, cái miệng tô á, cho nó đều. Rồi sau đó sôi khoảng 3-4 phút rồi mình sẽ đây sẽ tắt bếp nha. Mình sẽ tắt cái bếp, mình đổ vô trong cái tô. Sau đó mình sẽ cho vô cái tô liền ha. Cho vô, cho mình chế vô cho nó đều tay nha các bạn. Mình chế liên tục vô cho nó đều tay như thế này. Rồi sau đó thì mình sẽ đậy nắp lại, và chúng ta sẽ lấy cái mền hay cái khăn gì chúng ta sẽ ủ ở đây. Mình sẽ ủ ở đây khoảng là 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi nha. Cái nắp mình đậy lại. Mình dùng cái khăn này, cái khăn mình ủ kín lại. Ủ kín đây khoảng là để im nha các bạn. Đây là khoảng 1 tiếng rưỡi ha. Trong khi ủ khăn ở đây thì mình sẽ vắt nước cốt dừa nha các bạn. Mình sẽ vắt nước cốt dừa. Đó thì mình sẽ vắt nước cốt dừa, mình cho vào trong nước cốt dừa này 1 ít muối. Chén muối. Cho khoảng 1 chén nước vào các bạn. Ở đây sau khi mình vắt được khoảng 1 chén nước cốt đậm đặc rồi, giờ mình sẽ vắt 1 chén cái nước cốt dảo vào trong cái nồi để mình nấu nha. Và ở đây sau khi mình vắt cái nước cốt vừa xong rồi khoảng là 1 chén nha, 1 chén nước cốt đậm đặc với 1 chén nước cốt dảo, là ta sẽ ra 2 chén. Mình sẽ bỏ ở đây khoảng là 1/2 của nửa muỗng cà phê bột lớn ha,
ta sẽ dùng khuấy tan ra. Đây mình sẽ bắt đầu mình nấu nước cốt dừa lên. Bắt cái lửa, các bạn đây bắt cái lửa nhỏ nhỏ thôi, nhỏ để cho nó nóng lên, rồi chúng ta sẽ cho bột vào. Thì đó, thì mình đây mình sẽ cũng sẽ bắt cái đường lên nha. Đường ở đây thì mình sẽ cho một nửa hành, một nửa xin lỗi, một nửa gừng, gừng bắt lửa nhỏ nha các bạn, để cho cái đường nó tan. Mình sẽ cho nấu cho đường nó tan ra. Nửa gừng vào và một nửa kia thì mình để cho khi nào mà mình tắt bếp mình sẽ cho vào, như vậy thì nó giữ được cái hương vị của rừng á các bạn. Còn nếu chúng ta cho sớm như thế này á thì cái hương vị của rừng nó không còn nữa. Mình sẽ cho hơn nữa trước đây nè. Sau khi mà cái dừa của mình nó sôi rồi, mình sẽ cho cái bột vào luôn nha, khuấy đều. Bột nó hơi sệt rồi đó nè các bạn. Mình sẽ cho ở đây, mình sẽ cho cái nước cốt dừa vào. Nước cốt dừa nãy mình múc một chén á. Cốt đậm đặc đó các bạn. Mình cho, mình đợi sôi lên lần nữa là mình sẽ tắt bếp nha. Cái này nó ngon. Các bạn thắng mà nước dừa nó không có đặc quá, không có kẹo quá mà cũng không lỏng quá như thế này nè các bạn. Thì mình chan lên cái tàu hủ của mình là rất là ngon ha. Nước cốt dừa mình sôi lên rồi mình tắt bếp luôn nha. Nó ngon nè. Nhờ cái nước đường của mình nó sôi lên, mình hơi đợi nó hơi kẹo chút xíu nha. Nó sôi lên rồi nè các bạn, mình đợi nó kẹo chút xíu nè. Ở đây sau khi nước đường của mình nó đặc kẹo, mình sẽ tắt bếp ha. Sau đó mình cho gừng vào. Ở đây sau khi mình ủ đây khoảng một tiếng ha, một tiếng đến một tiếng rưỡi ha, thì cái tàu hũ mình nghĩ là đặt rồi, giờ mình sẽ dỡ ra nha, dỡ ra xem cây tàu hũ của mình nó đặt chưa. Wow, nó đặt rồi nè các bạn. Sau khi một tiếng tàu hũ của mình nó đặt mà nó kiểu như nó mềm, nó súng xính à. Ở đây mình cũng xin lưu ý với các bạn là một điều là như thế này. Thì ở đây mình sẽ có hai cái bịch đậu nành nè các bạn, mình ái sát cho các bạn nhìn thấy rõ ha. Thì mình cái hai bịch đậu nành này á, các bạn có thể để ý kỹ không, là nó hai cái màu nó khác nhau. Cái bịch đậu nành cũ này á, cái bịch đậu nành là mình không có để ý á, mình nói là bán, mình mua đậu nành rồi người ta cân đậu nành cho mình. Và rồi khi mà mua đậu nành thì các bạn phải coi cái bịch, cái đậu nành của mình á, để mình lấy kỹ ra cho cái có hai loại đậu nành phải không các bạn. Các bạn để ý kỹ nè, bên đây là cái đậu nành mới, còn bên đây là cái đậu nành cũ nè. Khi mình mua thì mình không để ý thì người ta sẽ cân cái đậu nành cũ cho mình. Và mình mua, khi mà các bạn mua, các bạn để ý nha, các bạn nói là cái đậu nành mới mình để làm sữa đậu nành á, cái làm tàu hũ á, xin lỗi các bạn, làm tàu hũ á, thì người ta sẽ cân cái đậu nành mới cho các bạn. Còn nếu không á, người ta tưởng là các bạn mua nhầm cái đậu nành cũ á, nó mình làm á, mình là tưởng đâu là mình làm không có đúng công thức, mà nó không có đặc. Mà khi mình kiểm tra kỹ lại á, cái đậu nành này á là đậu nành cũ. Khi mình mua cái đậu nành loại mới á, mình đi xem cái hộp đậu nành mới thì nó sáng, nó trong hơn nè các bạn, nó sáng nó trong hơn ha. Thì mình sẽ làm cái đậu cái tàu hũ nó đặc hơn.
Các bạn nhớ là các bạn mua là các bạn chọn cái đậu nành mà loại sáng nó trong là cái đậu mành đấy, còn cái đậu nành cũ nó lên mốc, nó cũ nhìn các bạn nhìn là biết liền à, đậu nành cũ và đậu nành mới à, nó mới thì nó khác nhau với cũ ha. Thì các bạn nên nhớ là mình lưu ý với các bạn là các bạn nên mua cái đậu nành loại mới chúng ta làm nó mới đặc. Còn nếu mà các bạn mua đậu nành loại là cũ á, sai nó không có ra, nó không có đặc, nó lỏng 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 y hệt sữa đậu nành của mình á. Thì các bạn nhiều khi các bạn làm mà đúng công thức nhưng mà cái tại sao mà nó không đặc là lý do là các bạn mua nhầm cái loại đậu nành cũ hoặc đậu nành Trung Quốc ha. Còn nếu các bạn nào mà mua đậu nành mới thì chúng ta làm một lần là được liền ha. Sau đó thì mình sẽ múc cái tàu hũ ra nha, bỏ cái lớp mặt ở trên đi. Tàu hũ này nãy mình xay nước nó hơi đặc mà. Hơi đặc nên làm nó sẽ đặc. Bạn nào xay thêm một ít nước nữa thì nó sẽ lỏng ra nó ngon hơn. Sau đó mình sẽ chan cái nước đường lên nha. Và nước cốt dừa. Nước cốt dừa là mình làm rồi á. Mình sẽ chan nước cốt dừa. Nếu các bạn nào mà chúng ta thích ăn thạch thì chúng ta sẽ làm thạch ha. Hôm nay mình sẽ không có làm thạch, mình làm nước đường. Và như thế là mình đã làm xong món tàu hũ nước đường ngày hôm nay rồi các bạn. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong các bạn trong những video tiếp theo của mình nhé. Nếu các bạn thích thì hãy share và like cho mình nha. Nhớ